Giữa lúc giao tranh sục sôi, Mỹ báo tin mừng cho Kiev khi sắp viện trợ gói vũ khí khủng. Trong khi đó, đội bộ Ukraine lại xuất hiện rối ren khi dò tin tổng thống Zelensky sắp sa thải loạt lãnh đạo cấp cao thân tín. IAEA cảnh báo Ukraine sẽ đối mặt với thử thách khốc liệt nhất từ trước đến nay khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Phát hiện loạt vật thể lạ gần biên giới, NATO điều loạt chiến đấu cơ thăm dò và đánh chặn. Tuy nhiên, khi được công bố, điều này lại gây sửng sốt bởi sự thật ẩn chứa phía sau. Tại Trung Đông, người dân trên khắp Israel đã nhận được tin nhắn giả mạo có tiêu đề Cảnh báo khẩn cấp, làm dấy lên lo ngại về khả năng Iran đã tấn công mạng nước này. Nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, Israel đã nhúng tay vào việc sản xuất máy nhắn tin phát nổ trên người thành viên Hezbollah ở Liban và chiến dịch này đã được lên kế hoạch trong ít nhất 15 năm. Thực hư ra sao? Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Theo RT, hãng tin Shana của Ukraina đã tiết lộ về việc Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky muốn thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rustem Umerov và giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraina GUR Kirill Budanov cách đây khoảng 2 tuần. Ông Zelensky đã sa thải một nửa số bộ trưởng tại Ukraine nguồn tin của Sana cho biết đang có những căng thẳng nghiêm trọng giữa ông Budanov và tránh văn phòng tổng thống Andrei Yermak. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Umerov lại đang không được lòng các phương tiện truyền thông phương Tây. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Tổng thống Zelensky thường phản ứng với những bất lợi trên tiền tuyến bằng cách thay thế các chỉ huy quân sự cấp cao. Cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzny đã bị thay thế do những bất đồng với ông Zelensky, trong khi ông Alexei Resnikov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trước đó của Ukraine, đã bị sa thải sau thất bại của kế hoạch phản công mùa hè. Trong diễn biến có liên quan, hai quan chức Mỹ mới đây tiết lộ, nước này đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, phá vỡ xu hướng kéo dài nhiều tháng qua là viện trợ các gói nhỏ hơn cho Kiev để phục vụ cho các hoạt động quân sự chống Nga. Gói viện trợ mới này được thông báo vào thời điểm then chốt trong cuộc xung đột khi Nga tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine trước mùa đông tới. Theo các quan chức giấu tên, gói viện trợ này dự kiến được công bố vào tuần tới, bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa rocket cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, phụ tùng thay thế cùng các loại vũ khí khác. Chủng loại vũ khí và quy mô gói viện trợ này có thể thay đổi trong những ngày tới trước khi được Tổng thống Mỹ ký phê duyệt. Lầu Năm Góc hồi tháng 4 năm nay thông báo gửi lô vũ khí và thiết bị trị giá 1 tỷ đô la Mỹ trực tiếp từ kho dự trữ cho Kiev sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói tài trợ bổ sung cho Ukraine. Tuy nhiên, kể từ đó, giá trị của mỗi gói viện trợ quân sự cho Ukraine đã ít hơn đáng kể không có gói nào vượt quá 400 triệu đô la Mỹ và hầu hết trong khoảng từ 125 triệu đô la Mỹ đến 250 triệu đô la Mỹ. Kể từ cuộc xung đột với Nga tới nay, Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng mất điện luân phiên và hạn chế nguồn cung cấp điện cho một số khu vực trong nhiều giờ mỗi ngày. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine từ tháng 3 năm nay. Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA nêu rõ, vào mùa hè năm nay, khi nhu cầu điện thường thấp hơn mùa đông. Công suất phát điện của Ukraine đã giảm hơn 2 GW so với nhu cầu cao điểm là 12 GW. Báo cáo cảnh báo vào mùa đông lạnh giá, nhu cầu điện cao điểm có thể tăng lên tới 18,5 GW. Ngay cả khi các nhà máy điện hạt nhân của đất nước hoạt động trở lại sau thời gian bảo dưỡng và với lượng điện nhập khẩu 1,7 GW từ các nước láng giềng châu Âu, thì tình trạng thiếu hụt nguồn cung của Ukraine vẫn có thể lên tới 6 GW vào mùa đông tới. Trong khi đó, Nga gần đây đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến nước này rơi vào tình trạng nguy hiểm khi thời tiết lạnh hơn đang đến gần. Giám đốc điều hành IEA Fatih Biron cho biết trong tuyên bố, hệ thống năng lượng của Ukraine đã vượt qua hai mùa đông trước nhờ vào sự kiên cường, can đảm và sáng tạo của người dân, cùng với sự đoàn kết mạnh mẽ từ các đối tác quốc tế. Nhưng mùa đông này sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất mà họ phải đối mặt. IEA đã đề ra 10 biện pháp mà Ukraine và các đồng minh nên thực hiện để giải quyết các rủi ro đối với nguồn cung năng lượng của đất nước. Những biện pháp này bao gồm tăng cường an ninh vật lý và an ninh mạng cho cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, đẩy nhanh việc giao hàng thiết bị và linh kiện cho sửa chữa, đầu tư vào hiệu quả năng lượng và tăng cường khả năng nhập khẩu điện và khí tự nhiên từ Liên minh châu Âu. Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết Mỹ đang hợp tác với Ukraine để xây dựng lộ trình cho lưới điện sau xung đột với các công nghệ điện hạt nhân an toàn cũng như năng lượng tái tạo. Bà cho biết, công suất điện hạt nhân mới có thể là một phần của lưới điện tương lai, miễn là nó được thiết kế theo cách an toàn. Ukraine vận hành 9 lò phản ứng hạt nhân tại ba nhà máy trên lãnh thổ do nước này kiểm soát, sản xuất hơn 55% nhu cầu điện của cả nước. Nhưng Kiev muốn mở rộng ngành này để bù đắp cho sự mất mát của 6 tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị Nga kiểm soát ngay sau cuộc xung đột bùng phát năm 2022. Trước đó, Bộ Năng lượng Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng 4 lò phản ứng điện hạt nhân mới tại nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky. Công ty điện hạt nhân quốc gia Energoatom của Ukraine cũng đã ký một thỏa thuận với công ty Westinghouse của Mỹ để xây dựng thêm các lò phản ứng. Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Latvia cho biết vừa qua, không quân nước này đã phát hiện một vật thể bay không xác định tiếp cận biên giới Latvia-Belarus và vượt qua biên giới gần quận Kraslava, sau đó các chiến đấu cơ của phái bộ tuần tra không phận NATO đã được lệnh cất cánh để chặn vật thể lạ. Sau khi không phát hiện bất kỳ điều gì đáng ngờ, các máy bay này đã quay trở lại căn cứ. Sau đó hãng thông tấn Leta đưa tin, các thiết bị giám sát không phận đã xác định vật thể bay không xác định chỉ là một đàn chim, loài chim cụ thể chưa được công bố. Thủ tướng Latvia Evika Silina nhấn mạnh, người dân cần được biết thông tin khi có vật thể lạ tiếp cận biên giới quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, Andris Prus xác nhận các chiến đấu cơ được lệnh xuất kích do ban đầu họ không thể xác định được vật thể đó là gì. Trước sự việc này, Bộ Quốc phòng Latvia đã kêu gọi người dân báo cáo ngay lập tức bất kỳ vật thể hoặc hoạt động đáng ngờ nào xuất hiện ở biên giới bằng cách gọi đến đường dây nóng khẩn cấp quốc gia. Trước đó, hai quốc gia thành viên NATO là Romania và Latvia đã điều tra các trường hợp máy bay không người lái UAV của Nga xâm nhập hoặc rơi trên lãnh thổ của hai nước này. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics thông báo một thiết bị bay không người lái quân sự của Nga đã bị rơi trên lãnh thổ nước này. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Latvia, chiếc UAV nêu trên đã bay vào không phận của nước này từ Belarus, đồng minh thân cận của Nga và bị rơi tại thành phố Rezikne. Còn Bộ Quốc phòng Rumani thông báo hệ thống giám sát bằng radar của Rumani cũng phát hiện theo dõi đường đi của UAV xâm nhập vào không phận quốc gia này và sau đó đi về phía Ukraine. Rumani đã điều hai chiến đấu cơ F-16 để theo dõi sự việc. Người dân tại khu vực Tunisia và Constanta được cảnh báo tìm chỗ trú ẩn. Hai vụ việc trên khiến giới chức hai nước kêu gọi thực hiện các biện pháp phối hợp để ngăn chặn các sự việc xâm nhập trên không của Nga. Tổng thống Latvia Edgar Rinkevics cảnh báo số lượng vụ việc xâm nhập đường không đang gia tăng dọc theo sườn phía đông của NATO và kêu gọi khối quân sự này phải cùng nhau giải quyết tình hình. Quân đội Belarus được trang bị các tổ hợp phá phản lực polonets cực kỳ lợi hại. Theo một số nguồn tin, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly lên tới 300 km nhờ tên lửa dẫn đường công nghệ cao. Một loại vũ khí như vậy, theo nhận xét sẽ rất hữu ích đối với quân đội Nga trên chiến trường để tấn công sâu vào hệ thống phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng Minsk không thể chuyển giao chúng cho Moscow. Tuy nhiên, hiện các chuyên gia quân sự Belarus đang huấn luyện binh sĩ nga vận hành hệ thống phá phản lực phóng loạt MLRS tầm xa và có độ chính xác cao Polonet, cỡ nòng 300mm. Thông tin trên được một chuyên gia quân sự và nhà báo, đại tá người hưu Victor Baranes cho biết trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ Benta. Một vài dữ liệu đáng chú ý đã xuất hiện. Nhà phân tích lưu ý rằng Belarus hiện đang dạy binh sĩ Nga cách sử dụng. Hơn nữa, điều này đang diễn ra ngay tại thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện. Tại thao trường Asuluk, ở vùng Atchakhan, biên giới giáp Kazakhstan Ông Baranyet, gọi Polonez MLRS là một tổ hợp đáng sợ và là một hệ thống vũ khí xuất sắc. Polonez MLRS bắn tên lửa cỡ nòng 301 mm và có thể tấn công tới 8 mục tiêu đồng thời trên một diện tích lên tới 400 km vuông. Hệ thống này do nhà máy cơ điện chính xác Belarus chuyên về pháo và tên lửa hiện đại phát triển. Tên lửa của Polonez được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính, hiệu chỉnh bằng vệ tinh và có tầm bắn hiệu quả 200 km với mẫu cơ sở và lên tới 300 km đối với biến thể Polonet M nâng cấp. Tên lửa dài 7,26 m, nặng 750 kg khi phóng và có đầu đạn nổ phân mảnh nặng 140 kg. Đầu đạn của tên lửa có thể lao xuống mục tiêu với tốc độ 700 m một giây ở góc lên tới 80 độ ở giai đoạn cuối. Tốc độ cao kết hợp với bề mặt phản xạ nhỏ khiến chúng cực kỳ khó bị hệ thống phòng không của đối phương đánh chặn. Tên lửa của Polonet có bán kính sai số từ 30 đến 45 m khi bắn ở tầm bắn tối đa, mặc dù thử nghiệm năm 2016 cho thấy sai số chỉ khoảng từ 1,5 đến 10 mét. Tầm bắn tối thiểu của biến thể Polonets cơ sở là 50 km và 120 km đối với Polonets M. Các bệ phóng Polonets được đặt trên khung gầm cơ động hạng nặng MZKT 7930-8x8 do nhà máy máy kéo bánh lốp Minsk sản xuất. Các phương tiện truyền thông khi phân tích về đặc điểm của Polonets đã so sánh nó với các thiết bị do Mỹ sản xuất, cụ thể là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS M142 có thể bắn tới 6 tên lửa với đầu đạn nặng 91 kg, tầm bắn lên tới 80 km. Một hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAK MS MGM 140 có đầu đạn nặng từ 160 kg đến 560 kg, tầm bắn lên tới 300 km. Vấn đề nằm ở chỗ Polonet MLRS sử dụng tên lửa do Trung Quốc sản xuất. Điều đó có nghĩa là việc chuyển giao phải có sự cho phép từ Bắc Kinh nhưng Trung Quốc sẽ không nhượng bộ vì họ không muốn hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ với phương Tây. Điều đáng chú ý tiếp theo là chủ đề về khả năng chuyển giao tổ hợp Polonet MLRS cho Nga đã hơn một lần được nêu ra, đặc biệt là sau khi bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trong thời gian qua tại Kiev, họ phản ứng cực kỳ mạnh mẽ trước những thông tin liên quan tới việc Nga có thể nhận vũ khí từ Belarus, đồng thời vận động Mỹ và các đồng minh phương Tây gây sức ép lên Bắc Kinh để điều này không xảy ra quay trở lại với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và những diễn biến nóng liên quan đến các cuộc xung đột trong khu vực. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Người dân trên khắp Israel đã nhận được tin nhắn giả mạo có tiêu đề cảnh báo khẩn cấp, làm dấy lên lo ngại về khả năng Iran đã tấn công mạng nước này. Theo The Post, tin nhắn giả mạo kêu gọi người dân Israel rời nơi đang ở và tìm một khu vực được bảo vệ. Hiện nhà chức trách Israel đang xem xét khả năng tin nhắn được Iran gửi đi vì lực lượng phòng vệ Israel IDF khẳng định không gửi cảnh báo và tuyên bố đó là tin nhắn giả mạo. IDF tuyên bố, thông báo được phát tán thay mặt chúng tôi, không có thay đổi nào trong chính sách phòng thủ của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Tin nhắn người dân Israel nhận được có chứa một liên kết và bên trên đó là dòng chữ viết sai chính tả với nội dung bạn phải vào khu vực được bảo vệ. Theo Walla Technology, đây là một nỗ lực nhằm gây hoảng loạn trong công chúng và là một chiến thuật chiến tranh tâm lý. Tin nhắn được gửi vào đêm muộn hôm 18 tháng 9, sau khi một loạt cuộc tấn công mạng kép nhằm vào các thành viên nhóm Hezbollah ở Liban diễn ra hôm 17 và 18 tháng 9 liên quan tới vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm. Đáng chú ý, quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Axios, Israel có thể đã buộc phải kích nổ hàng loạt máy nhắn tin của các thành viên lực lượng Hezbollah trước nguy cơ âm mưu bị bại lộ một cựu quan chức Israel nói với tờ Axios rằng phương án gây nổ máy nhắn tin dự kiến dùng trong trường hợp xảy ra cuộc chiến toàn diện với Hezbollah. Tình báo Israel Mossad vài ngày qua bày tỏ lo ngại về khả năng âm mưu bị bại lộ. Hai thành viên Hezbollah dường như đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với máy nhắn tin của họ. Theo Axios, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan đã thông báo với phía Mỹ vài phút trước khi kích hoạt cuộc tấn công nhưng không cung cấp cho Mỹ thông tin chi tiết. Loạt vụ nổ xảy ra ở Liban và Syria đã gây ra hỗn loạn. Hàng nghìn người bị thương dẫn đến một số bệnh viện ở Liban quá tải. Sau loạt vụ nổ máy nhắn tin, Hezbollah cáo buộc Israel thực hiện hành vi vi phạm an ninh nội bộ lớn nhất của Liban kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Những sự kiện này đã đặt Iran vào thế khó. Trong hai tháng qua, Iran đang giải quyết vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas tại Tehran. Giờ đây, đại sứ của nước này lại nằm trong số những người bị nhắm mục tiêu ở Liban, Mặc dù Tehran đã lên án hành động của Israel, nhưng các chuyên gia tin rằng cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Israel là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên, Iran có thể khởi xướng các hành động trả đũa thông qua các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah để củng cố ảnh hưởng trong khu vực. Về phần mình, Hezbollah có lý do riêng để đáp trả. Trong năm qua, nhiều tay súng của nhóm này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel, bao gồm cả các chỉ huy chủ chốt như ông Fuad Suk. Đối với Hezbollah, đây không chỉ là hành động đáp trả mà còn là thách thức nghiêm trọng về danh tiếng. Nếu họ không phản ứng, vị thế và sự ủng hộ của họ ở Liban có thể giảm mạnh. Một nguồn tin tình báo Mỹ xác nhận với kênh ABC News, Israel có vai trò trong sản xuất các máy nhắn tin vừa bị kích nổ nhằm vào các tay súng Hezbollah và loại chiến dịch ngăn chặn chuỗi cung ứng này đã được lên kế hoạch ít nhất 15 năm. Theo nguồn tin trên, kế hoạch cho vụ tấn công liên quan đến các công ty vỏ bọc, trong đó có nhiều nhân viên tình báo Israel và tài sản đứng sau một công ty hợp pháp chuyên sản xuất máy nhắn tin. Ít nhất một số người tham gia vào công việc này không biết họ thực sự đang làm việc cho ai. Vai trò của Israel trong sản xuất máy nhắn tin lần đầu được tờ The New York Times đưa tin. Theo các nguồn tin, từ 28 đến 57 gram thuốc nổ và một công tắc kích nổ từ xa để kích nổ đã được gai vào trong các máy nhắn tin. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Liban, Firas Anabiat, các vụ nổ ở Liban xảy ra sau khi máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ, làm ít nhất 37 người thiệt mạng và 2.931 người bị thương. Cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel đã nghiêm trọng hơn vào ngày 19 tháng 9, khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào Liban và Hezbollah đáp trả. Cả BAC Consulting, công ty có trụ sở tại Hungary, được ký hợp đồng sản xuất các máy nhắn tin thay mặt cho công ty Gold Apollo ở Đài Loan, Trung Quốc và bản thân công ty Gonapolo đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận của ABC News. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan quốc phòng Đài Loan Trung Quốc, Cố Lập Hùng, ngày 20 tháng 9 tuyên bố Đài Loan không liên quan đến vụ nổ hàng loạt mà nhắn tin gần đây ở Li Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Quách Chí Huy đã khẳng định Đài Loan Trung Quốc không sản xuất máy nhắn tin có thể phát nổ. Về phần mình, một phát ngôn viên của chính phủ Hungary nói rằng các máy nhắn tin phát nổ ở Li chưa từng ở Hungary và công ty BAC chỉ là một trung gian thương mại không có cơ sở sản xuất hoặc hoạt động ở Hungary. Trong khi đó, trong bài phát biểu ngày 19 tháng 9, lãnh đạo Hezbollah là ông Hassan Nasrallah chia sẻ rằng ba lãnh đạo cao cấp của nhóm này dùng các máy nhắn tin cũ, không phải các thiết bị mới được sử dụng trong vụ tấn công vừa rồi. Các thiết bị phát nổ được nhập vào Liên bang 6 tháng trước. Hezbollah đã bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về các vụ nổ. Ngày 19 tháng 9, Phái đoàn Thường trực của Liên bang tại Liên Hợp Quốc cho biết kết quả điều tra sơ bộ của nhà chức trách phát hiện các thiết bị liên lạc phát nổ trong tuần này tại Liban đã được gài sẵn chất nổ trước khi được nhập khẩu vào nước này. Cụ thể, trong thư gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phái đoàn Liban cho biết, điều tra sơ bộ cho thấy các thiết bị phát nổ đã được gài sẵn thuốc nổ một cách chuyên nghiệp trước khi vào Liban và được kích nổ bằng cách gửi email đến những thiết bị đó. Phái đoàn lên án các vụ tấn công khốc liệt này và cho rằng sự việc gây tổn hại đến các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh tại Gaza và miền Nam Liban đại diện Liên bang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công tại phiên họp khẩn theo kế hoạch diễn ra trong ngày 20 tháng 9 nhằm thảo luận về diễn biến mới trên. Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận thực hiện vụ tấn công mà nhắn tin vào bộ đàm ở Liban. Theo hãng thông tấn TASS, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin nói rằng các cơ quan quốc tế cần tiến hành điều tra kỹ lưỡng các vụ nổ của nhiều thiết bị khác nhau ở Liban đồng thời phải có các biện pháp chống lại những tội ác như vậy theo chủ tịch hạ viện nga khả năng sản xuất hàng loạt những vũ khí công nghệ cao như vậy đã đưa chủ nghĩa khủng bố lên một tầm cao mới ông volodin nhấn mạnh đây là mối đe dọa toàn cầu đối với tất cả các quốc gia các cơ quan quốc tế phải có các biện pháp chống lại những tội ác như vậy nếu không sẽ không ai cảm thấy an toàn cùng ngày một quan chức của bộ ngoại giao tuyên bố vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin khiến nhiều người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương ở Liban vừa qua là hành động khủng bố. Bà Zakharova nói, đây là một hành động khủng bố tàn bạo về cả tính chất và quy mô. Xét đến số lượng lớn nạn nhân, điều này chắc chắn phải được điều tra làm rõ. Cần xác định và trừng phạt những kẻ phạm tội và thế lực đứng đằng sau. Trước đó, tuyên bố của bộ này cho biết, Moscow coi vụ nổ hàng loạt là hành động gia tăng xung đột mới nhất chống lại Liban, đồng thời nói thêm rằng những kẻ chủ mưu của vụ tấn công công nghệ cao này đang tìm cách châm ngòi cho cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn tại Trung Đông. Bộ Ngoại giao Nga không đổ lỗi cho bất kỳ bên nào nhưng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phóng viên hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu phía Trung Quốc đưa ra bình luận về vụ các thiết bị liên lạc phát nổ ở Liban. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc hết sức chú ý đến các sự việc liên quan, phản đối mọi hành vi xâm phạm chủ quyền và an ninh của Liban. Ông Lâm Kiếm bày tỏ lo ngại rằng vụ việc có thể khiến căng thẳng khu vực gia tăng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan nghiêm túc bảo vệ hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng cảnh báo rằng vụ nổ thiết bị liên lạc nhằm vào lực lượng Hezbollah cho thấy nguy cơ lớn về sự gia tăng nghiêm trọng xung đột tại Liban. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới – kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. Nhiều nước cũng đã lên tiếng trong khi Nga yêu cầu phải điều tra rõ vụ việc thì Mỹ tuyên bố tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban. Theo hãng tin Reuters, sau liên hoàn vụ nổ các thiết bị liên lạc ở Liban những ngày qua, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Iran, ông Hossein Salami, nói với lãnh đạo lực lượng vũ trang Hezbollah Liban, ông Hassan Nasrallah rằng Israel sẽ bị trừng phạt từ trục kháng chiến Iran ông salami khẳng định israel sẽ bị trừng phạt những hành động khủng bố như vậy chắc chắn là kết quả của sự tuyệt vọng và những thất bại liên tiếp của chế độ do thái israel điều này sẽ sớm gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ trục kháng chiến và chúng ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ của chế độ này bị cô lập và chịu hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế trong nhiều năm qua iran tìm cách gây ảnh hưởng ở trung đông bằng cách hậu thuẫn về tài chính và vũ khí cho một liên minh dân quân có cùng quan điểm chống phương tây được Tehran gọi là trục kháng chiến như đã nhắc ở trên. Về mặt lý thuyết, các lực lượng đồng minh này sẽ thay mặt Iran chiến đấu chống lại Israel, Mỹ cùng những lợi ích khác của phương Tây ở khu vực, giúp họ tránh được trách nhiệm trực tiếp. Iran lâu nay vẫn dựa vào mạng lưới đồng minh được gọi là trục kháng chiến để thể hiện sức mạnh. Nhưng chiến lược này đang bị thử thách. Bởi vậy, phản ứng mạnh mẽ từ trục kháng chiến mà ông Salami nói tới ở trên cũng gặp phải những cản trở nhất định. Ông Andrew Tabler, cựu giám đốc về trung tâm tại hội đồng an ninh quốc gia của nhà trắng cho rằng iran giống như một cỗ xe do một nhóm những con ngựa ngang bướng kéo đi về mặt lý thuyết các lực lượng đồng minh này sẽ thay mặt iran chiến đấu chống lại israel mỹ cùng những lợi ích khác của phương tây ở khu vực giúp họ tránh được trách nhiệm trực tiếp tuy nhiên trước những biến động mới ở khu vực những vết dạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trong chiến lược này cách đây không lâu iran cáo buộc israel ám sát thủ lĩnh chính trị hamas ismail haniyeh Tại Tehran, và lời thề trả đũa của họ đã khiến cả Trung Đông chìm trong lo âu. Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận cáo buộc và đang chuẩn bị đối phó với đòn tập kích từ Iran. Nhưng khi Tehran cần nhắc cách phản ứng với Tel Aviv, họ cần tìm ra cách tấn công vừa đủ để đảm bảo khả năng gian đe mà không gây ra hành động trả đũa nhắm vào lãnh thổ của mình, cũng như đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhóm dân quân trong trục kháng chiến. Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF, các đợt công kích của không quân nước này trong tối 19 tháng 9 đã phá hủy 100 bệ phóng với khoảng 1.000 quả tên lửa của Hezbollah. Ngoài ra, nhiều tòa nhà, cấu trúc quân sự và kho chứa vũ khí của nhóm vũ trang Liban cũng bị san phẳng. Hoạt động tấn công được đặc biệt đẩy mạnh từ chiều tối 19 tháng 9 sau khi IDF xác nhận có binh sĩ thương vong trong các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah vào miền Bắc Israel theo một số nguồn tin an ninh Liban, loạt cuộc không kích tối 19 tháng 9 nằm trong số những đợt oanh tạc dữ dội nhất của Israel vào Liban kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới đầu tháng 10 năm 2023 giữa IDF và Hezbollah. Cùng với việc đẩy mạnh không kích vào Liban, quân đội Israel kêu gọi người dân tại các cộng đồng dân cư khu vực biên giới phía Bắc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng bị, bao gồm việc ở gần các hầm trú ẩn, hạn chế di chuyển ra ngoài và tập trung đông người. Ở diễn biến khác, trong bài phát biểu trên truyền hình, nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm trong các ngày 17-18 tháng 9 đã vượt qua mọi danh giới đỏ. Ông nói đối phương đã vượt qua mọi sự kiểm soát, luật pháp và đạo đức, đồng thời cáo buộc hành động của Israel có thể được coi là tội ác hoặc tuyên chiến. Trong khi đó, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salami nói với ông Nasrallah rằng Israel sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ phe kháng chiến, ngụ ý nói đến các lực lượng vũ trang thân Iran, bao gồm Hezbollah, Houthi, Hamas và các nhóm dân quân ở Iraq và Syria. Israel chưa phát biểu trực tiếp về các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm. Một số nguồn tin an ninh cho biết, cơ quan tình báo Mossad của nước này có thể đã gai thuốc nổ vào các thiết bị trước khi chúng được đưa đến Liban. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cho biết, Israel sẽ tiếp tục hành động quân sự nhằm vào Hezbollah. Ông Galan tuyên bố, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo các cộng đồng ở phía bắc Israel được trở về nhà an toàn, Hezbollah phải trả giá nhiều hơn. Trước nguy cơ chiến sự gia tăng và lan rộng ở Trung Đông, các quốc gia đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Anh David Lami kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hezbollah. Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng xung đột, nhà trắng cho biết một giải pháp ngoại giao là có thể đạt được và cấp bách cho cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah. Người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre cho biết trong một cuộc họp báo rằng Mỹ sợ hãi và lo ngại về khả năng xung đột ngày càng gia tăng. Cục diện đối đầu giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày càng đáng lo ngại hơn khi cả hai bên không ngừng gia tăng các cuộc tấn công ác liệt nhằm vào đối phương. Tối 19 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận hai binh sĩ thiệt mạng và 9 quân nhân khác bị thương trong loạt cuộc tấn công dồn dập bằng tên lửa và máy bay không người lái do Hezbollah tiến hành trong ngày vào hai khu vực Jara và Ramim Ridge phía bắc Israel. Đây được coi là một trong những tổn thất nghiêm trọng nhất của quân đội Israel trong nhiều tuần qua, cũng như kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới kéo dài hơn 11 tháng với Hezbollah. Đáng chú ý, tổn thất mới được ghi nhận chỉ một ngày sau khi Hezbollah cáo buộc Israel gây ra loạt vụ nổ máy nhắn tin và máy bộ đàm cầm tay tại Liban trong hai ngày 17 và 18 tháng 9, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 2.900 người bị thương, chủ yếu là thành viên Hezbollah. Ngoài hai cuộc tấn công gây thương vong kể trên, tối 19 tháng 9, Hezbollah cũng phóng nhiều quả tên lửa tập kích một cơ sở quân sự ở khu vực Metula, phía bắc Israel. Quân đội Israel đã đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah bằng nhiều đợt không kích ác liệt vào các mục tiêu của nhóm vũ trang đối địch ở phía nam Liban. Theo đó, chỉ trong tối qua, máy bay chiến đấu Israel đã tấn công phủ đầu và phá hủy 30 bệ phóng tên lửa cùng các kho chứa vũ khí và cấu trúc quân sự của Hezbollah ở nhiều khu vực khác nhau. Đợt không kích mới nhất đánh phá khoảng 50 trận địa và cứ điểm của Hezbollah tại khu vực Mamudie. Trước đó, sáng sớm ngày 19 tháng 9, không quân Israel cũng oanh tạc nhiều tòa nhà và kho chứa vũ khí của Hezbollah ở các khu vực Chihine, Tebe, Blida, Mais Anjaban, Aitarun. Kafkila và Khiam. IDF khẳng định lực lượng này đang nỗ lực hủy diệt năng lực quân sự của Hezbollah nhằm đảm bảo an ninh khu vực biên giới phía Bắc, cho phép hàng chục nghìn dân cư sớm được trở về nhà. Về phần mình, trong một phát biểu trên truyền hình tối qua, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thề sẽ ngăn cản Israel hiện thực hóa mục tiêu đưa dân cư trở lại khu vực phía Bắc, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của nhóm này vào miền Bắc Israel sẽ chỉ dừng lại sau khi cuộc chiến tại giải Gaza kết thúc. Tổng thư ký Hezbollah đồng thời cáo buộc Israel đã gây ra loạt vụ nổ thiết bị liên lạc vô tuyến tại Liban trong hai ngày 17, 18 tháng 9, coi đó là hành động vượt lằn danh đỏ nguy hiểm và phải bị trừng phạt thích đáng. Lo ngại trước nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã quyết định hoãn lại chuyến thăm dự kiến đến Israel vào tuần tới. Cùng ngày, nhiều hãng hàng không quốc tế quyết định kéo dài thêm lệnh cấm bay đến khu vực. Trong đó, tập đoàn Lufthansa của Đức thông báo dừng bay đến cả Tel Aviv, Israel và Tehran, Iran cho tới ngày 24 tháng 9. Đặc biệt, hoạt động bay đến thủ đô Beirut của Liban bị đình chỉ tới ngày 26 tháng 10, tức hơn một tháng nữa. Theo chúng ta đã nghỉ hưu, ốc Nam Mizrahi, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, INSS từng là phó cố vấn an ninh quốc gia về chính sách đối ngoại tại Hội đồng An ninh Quốc gia NSC Israel. Vụ nổ đồng loạt hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah tại Liban và Syria đã đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc xung đột tiêu hao giữa lực lượng phòng vệ Israel IDF và Hezbollah, dẫn đến cả hai bên đều đang bước trên một làn danh nguy hiểm. Ngay sau vụ việc, Hezbollah tuyên bố sẽ có phản ứng phù hợp, nhưng sự kiện này thực tế đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho nhóm làm suy yếu cả về mặt chiến lược và tinh thần đồng thời đẩy cả hai bên đến bờ vực của một cuộc xung đột rộng lớn hơn vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm không chỉ gây ra thương vong lớn mà còn làm tê liệt hệ thống liên lạc và chỉ huy của hezbollah hàng nghìn thành viên của nhóm bao gồm nhiều quan chức cấp cao đã bị thương các bệnh viện tại liban đang phải đối mặt với lượng lớn thương vong khiến hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải điều này đặt ra một thách thức lớn cho hezbollah trong việc tiếp tục duy trì hoạt động quân sự hiệu quả trong bối cảnh đó, Hezbollah hiện đang đối mặt với một quyết định chiến lược quan trọng. Liệu họ có nên phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức? hay tiếp tục duy trì chiến lược tiêu hao hiện tại để tránh một cuộc xung đột lớn hơn với Israel. Chuyên gia Mizrahi dự đoán, nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah có thể đang phối hợp với Iran để đưa ra quyết định cuối cùng về chiến lược phản ứng. Iran là một đồng minh quan trọng của Hezbollah và đại sứ của nước này tại Liban cũng đã bị thương trong các vụ nổ Điều đó càng làm gia tăng tính phức tạp của tình hình và bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Hezbollah cũng sẽ phải cân nhắc đến mối quan hệ này. Về phía Israel, họ cũng đứng trước hai lựa chọn quan trọng. Lựa chọn đầu tiên là tạm dừng và chờ đợi, tận dụng sự bất lợi hiện tại của Hezbollah và tìm cách giảm bớt căng thẳng trong khu vực. Đây có thể là cơ hội để Israel giải quyết các vấn đề chính trị và quân sự ở phía Bắc trong khi tiếp tục theo dõi tình hình ở Gaza. Tuy nhiên, lựa chọn này có nguy cơ không mang lại kết quả lâu dài bởi khả năng thành công trong việc duy trì hòa bình với Hezbollah là rất thấp. Lựa chọn thứ hai, mạo hiểm hơn là Israel có thể lợi dụng sự bối rối và tổn thương của Hezbollah sau các vụ nổ để thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm làm suy yếu thêm lực lượng này. Hành động đó có thể làm giảm khả năng quân sự của Hezbollah và hạn chế sự liên kết của nhóm với các cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, việc gây áp lực thêm lên Hezbollah có thể dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn, không chỉ với Hezbollah mà còn với toàn bộ phe người CIA trong khu vực, bao gồm cả Iran. Dù Hezbollah có phản ứng ngay lập tức hay không, các vụ nổ đã đẩy hai bên vào một quỹ đạo đối đầu ngày càng nguy hiểm. Nguy cơ về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Với tình hình ở Gaza vẫn căng thẳng, bất kỳ sự leo thang nào ở phía Bắc cũng có thể khiến Israel phải đối mặt với một cuộc xung đột trên nhiều mặt trận từ Liban đến Syria và cả Gaza. Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah không chỉ đơn thuần là vấn đề nội bộ giữa hai bên mà còn có sự tham gia của các cường quốc khu vực và quốc tế như Iran. Điều này khiến tình hình trở nên phức tạp và khó lường khi mỗi động thái quân sự đều có thể kéo theo sự tham gia của nhiều bên liên quan, đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn lâu dài. Vì vậy, vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah đã gây ra một bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột kéo dài giữa nhóm này và Israel. Trong khi Hezbollah phải đối mặt với tổn thất nặng nề và mất khả năng tổ chức phản ứng tức thì, Israel cũng đang cân nhắc các lựa chọn chiến lược tiếp theo. Cả hai bên đều đang bước trên một làn danh nguy hiểm và nếu không có sự kiềm chế và đối thoại, cuộc xung đột có thể nhanh chóng trở thành một cuộc xung đột toàn diện, đe dọa sự ổn định của toàn bộ khu vực Trung Đông. Ngày 19 tháng 9, Tờ The Times of Israel đưa tin, Israel cho biết một dân thường do Thái đã bị bắt vào tháng trước với cáo buộc âm mưu ám sát thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu theo lệnh của Iran. Tuyên bố chung của cơ quan an ninh Israel Shin Bet và cảnh sát Israel cho biết nghi phạm đã vượt biên sang Iran hai lần và nhận tiền để thay Tehran thực hiện âm mưu ám sát. Nghi phạm được xác định là ông Moti Maman, 73 tuổi, đến từ thành phố Ashkelon, miền nam Israel nghi phạm đã bị truy tố trong ngày 19 tháng 9. Trước đó, theo tờ Telegraph, các cơ quan an ninh Israel cũng cho biết đã bắt giữ một nam doanh nhân giấu tên, người từng tới Iran để tham dự hai cuộc họp nhằm thảo luận về các cách sát hại ông Netanyahu. Trong danh sách mục tiêu bị tấn công, còn có các nhân vật cấp cao của Israel như Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan và ông Ronen Bar, người đứng đầu cơ quan tình báo Bet. Được biết, nghi phạm đã bị bắt vào tháng 8. Quân đội Israel IDF cho hay nam công dân Israel từng nhập cảnh vào Iran đi qua biên giới bằng cách ẩn náu bên trong cabin xe tải. Ông ta đã gặp các điệp viên tình báo Iran và được yêu cầu thực hiện những hoạt động thay cho Iran trên lãnh thổ Israel, bao gồm thúc đẩy các cuộc tấn công ám sát. Theo cuộc điều tra, trước khi rời Iran, nam công dân đã được một trong những nhân viên tình báo Iran đưa 5.000 euro cho việc tham gia các cuộc gặp. Theo phía Israel, âm mưu ám sát nhằm vào Thủ tướng Netanyahu và các quan chức cấp cao của Israel càng gắt gao hơn sau vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas bị hạ sát ở Tehran hồi cuối tháng 7. Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ việc, song Israel đến nay vẫn không phủ nhận hay xác nhận. Quan hệ giữa Israel và Iran căng thẳng sau khi Tel Aviv bị cáo buộc tập kích lãnh sự quán Iran ở Damas, Syria hồi tháng 4 năm nay khiến ba tướng Iran thiệt mạng. Sau vụ việc này, hai bên đã ăn miếng trả miếng bằng các vụ tập kích vào lãnh thổ của nhau. Tuy vậy, cả Israel và Iran đều muốn tránh căng thẳng gia tăng vượt kiểm soát thành một cuộc xung đột lan rộng toàn khu vực. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần, bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã có phần tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình cách đây không lâu. Tại cuộc tranh luận, ngoài những công kích về cá nhân đối thủ như vẫn thường thấy, hai ứng viên đã thể hiện lập trường, quan điểm đối chọi nhau về gần như là tất cả những vấn đề chính sách chủ yếu được người Mỹ quan tâm. Với bà Harris, cuộc tranh luận này cũng là một bước đệm giúp bà thể hiện bản thân rõ hơn với các cử tri Mỹ, những người vẫn chưa hiểu rõ và biết về bà. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để nữ phó tổng thống vượt qua cái bóng của ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm Joe Biden và gây ấn tượng hơn với người dân. Theo khảo sát của CNBC Fed được công bố hôm 17 tháng 9, lần đầu tiên trong chu kỳ bầu cử năm 2024, Phó Tổng thống Kamala Harris đã vươn lên dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump. Cụ thể, 48% người tham gia khảo sát tin rằng bà Harris có khả năng giành chiến thắng. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với ông Trump là khoảng 45%. Trước đó, một khảo sát của CNBC Fed được công bố vào cuối tháng 7 ghi nhận 50% người được hỏi dự đoán ông Trump sẽ chiến thắng và chỉ 37% ủng hộ bà Harris. Những tháng trước đó, khi đường kim Tổng thống Joe Biden vẫn còn tham gia cuộc bầu cử, Khoảng 48% người tin rằng ông Trump là người có khả năng chiến thắng cao nhất, 35% dự đoán ông Biden sẽ tái đắc cử và 17% còn lại không chắc chắn hoặc không biết. Kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua, chiến dịch tranh cử của bà phần lớn tập trung vào nền tảng kinh tế và các đề xuất chính sách. Cụ thể đối với vấn đề kinh tế, bà Harris coi trọng việc phát triển tầng lớp trung lưu và giảm chi phí cho người tiêu dùng, cung cấp trợ cấp nhà ở, mở rộng tín dụng thuế và khấu trừ cùng với việc kiểm soát hoạt động thổi giá của các công ty. Trong khi đó, ông Trump đã ủng hộ việc kéo dài và tăng cường các giảm thuế trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, áp dụng chính sách thuế quan cứng rắn đối với tất cả hàng nhập khẩu và xóa bỏ một số khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng của chính quyền ông Biden. Nhìn chung, về vấn đề kinh tế, các cử tri Mỹ tin rằng ông Trump sẽ làm tốt hơn bà Harris. Dù vậy, về tổng thể các vấn đề, 52% số người được hỏi tin rằng bà Harris sẽ dẫn dắt nước Mỹ tốt hơn so với ông Trump. Những người trả lời cũng dự đoán rằng đề xuất kinh tế của bà Harris sẽ tốt hơn đối với việc giải quyết thâm hụt ngân sách và chính sách thương mại. Ngoài ra, về Cục Dự trữ Liên bang Fed, 100% người được hỏi tin rằng bà Harris sẽ không can thiệp vào hoạt động của cơ quan này, trong khi đó chỉ 42% có niềm tin như vậy với ông Trump. Sau khi cuộc tranh luận đầu tiên kết thúc, cựu tổng thống Donald Trump đã bác kế hoạch tiếp tục phiên đối đầu thứ hai với đối thủ dân chủ. Theo ông Trump, ông đã giành phần thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên Mặt khác, bà Harris cũng tin rằng bà đã có phần thể hiện vượt trội hơn so với ứng viên Đảng Cộng hòa. Với phó tổng thống đương nhiệm, bà tuyên bố sẽ đoàn kết đất nước và chinh phục những người Cộng hòa truyền thống không hài lòng với ông Trump. Bà ca ngợi sự ủng hộ của cựu phó tổng thống Đảng Cộng hòa Dick Cheney và con gái ông, cựu hạ nghị sĩ bang Wyoming, Liz Cheney. Đồng thời bà Harris khẳng định những người theo Đảng Dân chủ, Cộng hòa và độc lập đang ủng hộ chiến dịch của chúng tôi. Trong khi đó về phía ông Trump ông cũng đang tiếp tục đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ liên quan đến tội phạm và cuộc khủng hoảng di cư, đồng thời cam kết triển khai các chương trình thuế quan giúp giải quyết thách thức kinh tế hiện nay của Mỹ. Đây đều là những vấn đề được cử tri quan tâm, đặc biệt là nhóm cử tri ở vùng ngoại ô. Nhờ vậy, ông Trump đang nhận được nhiều niềm tin hơn của các cử tri trung lập đối với cách xử lý khủng hoảng kinh tế và nhập cư. Bên cạnh đó, một số nhà phân tích cho rằng việc ông Trump từ chối tái đấu với bà Harris trong thời gian tới cũng là một quyết định mang tính chiến thuật. CNN nhận định việc không tiếp tục tranh luận ngay cũng sẽ có lợi cho bà Harris, dù phó tổng thống Mỹ đã thành công thu hút thêm người ủng hộ, nhưng chưa chắc bà có thể tiếp tục giữ vững phong độ này ở phần tranh luận tiếp theo. Ông Donald Trump đang rất nỗ lực trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước đối thủ là bà Kamala Harris, trong trường hợp đảng dân chủ chiến thắng, các dự đoán cho rằng nhiệm kỳ bà Harris sẽ không có gì thay đổi quá nhiều so với những gì mà chính quyền tổng thống Joe Biden đang thực hiện. Tuy nhiên, nếu như ông Trump thêm một lần nữa chúng cử, không chỉ nước Mỹ mà thế giới rất có thể sẽ thay đổi rất nhiều. Trong phân tích của tiến sĩ Ian Bremmer, chủ tịch Eurasia Group của nước Mỹ, đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới đã đưa ra nhận định về chính sách đối ngoại của Mỹ nếu ông Trump đắc cử. Cụ thể, ông Bremer đã đưa ra dự đoán một số biến động nếu như ông Trump ngồi vào chiếc ghế của phòng bầu dục một lần nữa bao gồm vấn đề Mỹ-Trung, tình hình tại Trung Đông, xung đột Nga-Ukraine và giải quyết căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Về Trung Quốc, theo tiến sĩ Bremer, ông Trump sẽ có đường lối cứng rắn hơn đối với sự cạnh tranh của quốc gia tỷ dân. Điều này sẽ bắt đầu với sự trở lại của ông Robert Lighthizer, chuyên gia thương mại được đánh giá là diều hâu dưới thời ông Trump và thúc đẩy mức thuế quan cao hơn nhiều đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên Trung Quốc có thể sẵn sàng ăn miếng trả miếng không khoan nhượng, dẫn đến không chỉ căng thẳng thương mại mà còn có thể gây tới bất ổn quân sự, đặc biệt là đối với các vùng biển trong khu vực. Ở Trung Đông, ông Bremer đánh giá ông Trump có thể đóng vai trò ổn định. Hiệp định Abraham có lẽ là thành tựu chính sách đối ngoại lớn nhất của nhà trắng dưới thời ông Trump đã bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập khơi dậy hy vọng về một khu vực ổn định và thịnh vượng hơn. Đương nhiên, cách tiếp cận của ông Trump cũng cho thấy mạo hiểm, đặc biệt là với Iran sau những gì xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tehran cũng cho thấy rằng họ không có ý định đối đầu với Washington hay Tel Aviv. Vì vậy, ông Bremer cho rằng, kể cả là cách tiếp cận mạo hiểm thì ông Trump vẫn sẽ khiến tình hình Trung Đông hạ nhiệt so với thời điểm hiện tại trong khi đó xung đột nga ukraine nhiều khả năng cũng sẽ được ông trump giải quyết rất nhanh như những gì mà cựu tổng thống mỹ từng tuyên bố theo đó không ngoại trừ khả năng ông trump sẽ đưa ra điều kiện kép với cả moscow và kiev buộc đôi bên ngồi vào bàn đàm phán cụ thể theo ông bremer thì ông trump có thể sẵn sàng cắt viện trợ hoàn toàn cho ukraine nếu ông zelensky không muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình ngược lại nếu tổng thống vladimir putin không muốn đàm phán mỹ sẽ tăng cường viện trợ cho kiev Đương nhiên, dưới thời ông Trump thì khả năng gia nhập NATO của Ukraine thậm chí còn thấp hơn. Tuy nhiên, để Kiev chấp nhận đàm phán, Washington có thể đưa ra một thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Ukraine. Như thế, EU phải chịu phần lớn gánh nặng trong việc đẩy nhanh quá trình Kiev gia nhập khối và tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Về NATO, hầu hết các thành viên châu Âu trong khối sẽ không muốn hoặc không thể đáp ứng yêu cầu của ông Trump về việc chia sẻ gánh nặng nhiều hơn trên toàn liên minh. Tất nhiên ông Trump khó có thể đơn phương rút Mỹ khỏi NATO, nhưng lại có thể giảm bớt lực lượng khỏi châu Âu. Trong khi đó ông Trump rất có thể sẽ làm được một trong những điều chưa từng có tiền lệ, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Quan hệ nồng ấm của cựu tổng thống Mỹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể mang tới cơ hội về một thỏa thuận nhằm giảm bớt căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên Hàn Quốc có thể sẽ phải đối mặt với một số thách thức nếu kịch bản này diễn ra. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố hình ảnh các cuộc không kích thành công của Nga bằng siêu bom FAB-3000 nhằm vào nhiều đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine ở một số khu vực. Theo thông tin chính thức, các cuộc không kích nhằm vào các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 57, Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 36 và đội biên phòng số 5 của Cục Biên phòng Ukraine. Các cuộc tấn công này được thực hiện như một phần của các hoạt động quân sự đang diễn ra ở các khu vực trọng điểm của mặt trận. Video công khai cho thấy khoảnh khắc tác động của siêu bom FAB-3000 Loại bom mạnh mẽ này có sức công phá cao, được sử dụng để phá hủy các vị trí và công sự quân sự của Ukraine trong khu vực chiến đấu. Theo quân đội Nga, việc sử dụng FAB-3000 đã đảm bảo giảm đáng kể khả năng chiến đấu của đối phương trong các khu vực được chỉ định. Hồi tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đăng trên tài khoản Telegram chính thức một video ghi lại quá trình thả siêu bom FAB-3000 xuống lãnh thổ Ukraine. Dù đã có đồn đoán về việc Moscow sử dụng loại bom này tại Ukraine từ trước. Song đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga công khai thừa nhận điều đó. Đoạn video với tiêu đề không thể phớt lờ sức mạnh chiến đấu của loại bom này cho thấy quá trình đưa một quả bom FAB-3000 lên tiêm kích Su-34. Quả bom được gắn dưới giá treo trung tâm trên khung thân trước chiến đấu cơ. Đầu năm nay, Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt siêu bom FAB-3000. Loại bom này đã làm mưa làm gió trên chiến trường, khiến Ukraine và NATO đau đầu. Thông tin liên quan đến FAB-3000 được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Nga đã tăng cường sử dụng loại bom này trên chiến trường Ukraine. FAB-3000 có khả năng tấn công các mục tiêu và công trình phòng thủ kiên cố. Tổng khối lượng của bom lên tới 3 tấn, trong đó trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,4 tấn. Chúng đủ sức phá hủy cả những công trình nằm sâu dưới lòng đất. Việc tăng tầm tác chiến của bom FAB-3000 sẽ cho phép không quân Nga tấn công mục tiêu nằm ở khoảng cách xa đáng kể so với tiền tuyến. Điều này sẽ mang lại sự linh hoạt và an toàn về mặt chiến thuật cao hơn cho phi công. Các nhà quan sát ban đầu cho rằng quán tính của một quả bom hạng nặng như FAB-3000 kết hợp với tốc độ cao trước khi va chạm sẽ không cho phép UMPC đưa quả bom tới mục tiêu một cách chính xác. FAB-3000 UMPC hiện có tầm bắn 50 đến 60 km chưa rõ Nga có ý định tăng tầm bắn của loại bom này như thế nào. Tuy nhiên, theo Eurasian Times, việc tích hợp một động cơ phản lực cánh quạt nhỏ vào bộ thiết bị lượn UMPC sẽ là một giải pháp hợp lý. Đây cũng là loại bom thả từ trên không mạnh mẽ nhất từng được quân đội Nga công khai sử dụng tại Ukraine. Theo chuyên gia quân sự Jevgeny Damanshev, một cách khác có thể tăng tầm bắn của bom FAB-3000 là nhờ vào tiêm kích Su-34 NVO. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, lực lượng trinh sát của nước này đã phát hiện xe bọc thép chở quân APC Shiker của Ukraine do Mỹ sản xuất tại một ngôi làng ở tỉnh Kursk. Video được phía Moscow công bố cho thấy chiếc APC được đưa đến một khu rừng nhỏ ở ngoại ô một khu định cư. Phương tiện bị trúng một quả đạn có sức công phá lớn tạo ra những đám khói dày đặc bốc lên không trung. Trong video, chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn và bốc cháy ngùn ngụt sau cuộc tấn công. Cũng là những diễn biến tại Kursk. Một đoạn video cho thấy máy bay không người lái tự sát của Nga cũng đã phá hủy một xe chiến đấu bộ binh IFV mà Ukraine sử dụng trong cuộc xâm nhập miền Tây nước Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng trinh sát đã phát hiện chiếc IFV của Ukraine trong một khu rừng tại địa điểm không xác định. Ngay sau đó, họ đã tiến hành tấn công bằng UAV góc nhìn thứ nhất, FPV. Sau khi bị máy bay không người lái FPV tấn công, phương tiện của Ukraine đã bị phá hủy và hoàn toàn không thể khu phục được. Các quan chức Nga tuyên bố. Trong khi đó, ở trên tiền tuyến, quân đội Nga tiếp tục phản công ở khu vực Kursk, đồng thời đẩy lùi một số cuộc tấn công của Ukraine và ngăn chặn nỗ lực vượt biên của các binh sĩ đối phương. Quân đội Nga đang đạt được những bước tiến mới tại khu vực này, bất chấp sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine. Vừa qua, Nga cũng đã giành lại hai khu định cư mà Ukraine chiếm giữ. Sau một tháng giữa tiến hành cuộc tấn công vào tỉnh Kursk, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với những quyết định khó khăn về việc nên triển khai lực lượng hạn chế của nước này ở khu vực nào để hoạt động hiệu quả nhất đặc biệt là trong bối cảnh họ gần như không thể ngăn đà phản công của Moscow. Nhà quan sát quân sự Yuri Podolyaka cũng đã cập nhật tình hình tại tiền tuyến Ukraine. Theo đó, lực lượng vũ trang Nga đã hoàn toàn giành lại các khu định cư Nikolaevo, Darino và Darino, cho phép quân đội vượt qua sông Snagos và chiếm một đầu cầu quan trọng để tiến hành cuộc tấn công tiếp theo. Trước đó không lâu, quân đội Nga cũng đã sử dụng bom lượn tấn công cứ điểm của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnieper. Theo video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, sau cuộc tấn công bằng bom lượn, một loạt vụ nổ lớn đã xảy ra ở ba ngôi làng khác nhau dọc sông Dnieper. Những khu định cư này nằm tương đối gần nhau ở Kherson, nơi Ukraine kiểm soát một phần. Chúng nằm cách tuyến đường thủy chính, đóng vai trò là rào cản tự nhiên, ngăn cách các lực lượng của hai bên từ 12 km đến 20 km. Công ty quốc phòng Renmeto nổi tiếng của Đức mới đây đã trình diễn mô đun hệ thống phòng không Sky Ranger 35 trên khung gầm xe tăng Leopard 1 Bức ảnh đăng tải trên tạp chí Hack Punk cho thấy mô đun pháo phòng không Sky Ranger 35 hoàn toàn tương thích với khung gầm xe tăng Leopard 1. Trước đó vào tháng 6 năm 2024, hệ thống này đã được trưng bày trên khung gầm Leopard 2. Việc lắp đặt một mô đun tác chiến của hệ thống phòng không đầy hứa hẹn trên khung gầm xe tăng sẽ mở ra những triển vọng mới, cho phép nó song hành cùng với các loại xe bọc thép hạng nặng khác. Cần đặc biệt lưu tâm là người đứng đầu bộ phận hệ thống mặt đất của công ty Rheinmetall ông John Bernhardt đã thông báo về việc đang nghiên cứu khả năng lắp đặt mô đun phòng không Sky Ranger 35 trên xe tăng Leopard 1 dành riêng cho Ukraine. Leopard 1 là loại xe tăng phổ biến của NATO được gửi tới Ukraine từ tháng 7 năm 2023. Dù đã khá cũ và không sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, nhưng loại xe tăng này vẫn có những ưu điểm riêng giúp chúng trở nên hữu dụng trên tiền tuyến. Một sĩ quan Ukraine cho biết điểm nổi bật nhất của xe tăng Leopard 1 là hệ thống kiểm soát hỏa lực được trang bị kính nhìn đêm. Điều này cho phép chúng tôi tập kích đối thủ trong bóng tối ở khoảng cách lên tới 4 km, xa hơn hầu hết các loại xe tăng thời liên xô cũ. Bên cạnh đó, khả năng xuyên giáp của đạn pháo cỡ nòng 105mm trên Leopard 1 là khá ấn tượng, có thể xuyên thủng lớp bảo vệ của các loại xe tăng như T-72, T-80 hay T-90 nếu bắn trực diện. Cũng theo các thành viên của lữ đoàn số 5, khả năng di chuyển lùi linh hoạt và tăng tốc trong thời gian ngắn là những ưu điểm khác của xe tăng Leopard 1. Sự cơ động này cho phép binh lính Ukraine tham chiến hoặc rút lui ngay khi cần thiết. Leopard 1 là dòng xe tăng không có nhiều năng lực phòng thủ và các thành viên của Lữ đoàn số 5 đã khắc phục vấn đề này bằng các lớp giáp bảo vệ được gắn thêm. Dù vậy, xe tăng Leopard 1 với mô đun hệ thống phòng không Skyranger 35, Ukraine hy vọng sẽ khóa chặt bầu trời của mình trước các phương tiện tấn công đường không bay chậm ở độ cao thấp được Nga sử dụng để Patriot, hay Samt tập trung đánh chặn tên lửa siêu thanh. Hiện tại lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận cả trăm xe tăng Leopard 1. Việc sử dụng khung gầm nói trên sẽ tạo điều kiện cho việc đảm bảo kỹ thuật đồng thời giảm chi phí so với những khung gầm đắt tiền khác. Theo Defense Blog, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng pháo phòng không tự hành Gepard để đánh chặn UAV cảm tử của Nga ở vùng Odessa. Trong đoạn video, khẩu pháo tự động 35mm của Gepard đã nhanh chóng bắn hạ UAV của đối thủ ngay khi mục tiêu xuất hiện trên bầu trời. UAV của Nga sau đó rơi xuống đất và bốc cháy dữ dội. Trong vài tháng trở lại đây, Đức đã gửi thêm cho Ukraine 52 hệ thống phòng không Gepard, Ngoài ra, Kiev cũng nhận thêm 60 pháo phòng không Cheta PRTL, phiên bản Hà Lan của Gepard, từ đầu năm nay. Tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard do công ty Kraus Maffei Vickman KMVK phát triển trong thập niên 1960 và đưa vào biên chế quân đội từ năm 1973. Vai trò của Gepard là bảo vệ các đơn vị chiến đấu, quân đội và các cơ sở quan trọng trước các cuộc tấn công trên không ngoài ra Gepard có thể thực hiện nhiệm vụ loại bỏ máy bay và máy bay không người lái được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 Gepard sử dụng động cơ diesel công suất 830 mã lực cho phép xe di chuyển với vận tốc 65 km/h phạm vi hành trình tối đa là 550 km hỏa lực được trang bị cho tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard là hai pháo tự động Oerlikon GDF 35 mm có tốc độ bắn 550 phát một phút mỗi khẩu có 320 viên đạn phòng không và 20 viên đạn chống tăng cùng hai cụm 4 ống phóng lựu đạn khói 76 mm. Gepard nổi tiếng với khả năng bắn hạ các UAV cảm tử Shahed 131 và 136 của Iran. Glenn Grant, một chuyên gia quốc phòng cấp cao tại Quỹ An ninh Baltic, đã gọi pháo tầm ngắn Gepard là loại pháo đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, ông này lưu ý rằng đây là vũ khí cấp chiến thuật chứ không phải chiến lược nghĩa là chúng phải đi kèm với lính bộ và được sử dụng đúng chỗ để tránh tình trạng bắn mục tiêu ngoài tầm với. Tiến sĩ Michael Knight của Quỹ Washington trước đó nói với tờ Newsweek rằng đối với Ukraine và NATO, pháo phòng không Gepard rẻ hơn nhiều so với tên lửa đánh chặn. Lần đầu tiên Nga được ghi nhận triển khai thiết bị chuyên chở UAV để vận chuyển các máy bay không người lái cảm tử, góc nhìn thứ nhất, FPV tấn công vào sâu trong phòng tuyến Ukraine. Blogger quân sự Nga Iri Podoliaka dẫn lời các nhân chứng thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ghi nhận hoạt động triển khai này, đánh dấu diễn biến mới có ý nghĩa quan trọng trong chiến thuật tác chiến UAV của Nga. Theo các nguồn tin của Ukraine, quân đội Nga đã tấn công một đơn vị của nước này bằng các UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất, được phóng từ một UAV mẹ, có thể tái sử dụng vào sau phòng tuyến khoảng 40 km. UAV mẹ thực hiện nhiệm vụ trinh sát trực quan đóng vai trò như một bộ tiếp âm cho các tín hiệu điều khiển và liên lạc video, đồng thời là một hệ thống triển khai các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV. Nó cho phép liên lạc thông suốt với các UAV tấn công bằng cách hoạt động như một trạm chuyển tiếp trên không, ngay cả ở những khu vực mà các hệ thống tác chiến điện tử trong chiến hào của Ukraine thường gây nhiễu hoặc can thiệp vào các hoạt động như vậy. Truyền thông Nga cũng xác nhận rằng thiết bị chuyên chở UAV đã thực hiện một số chức năng quan trọng. Ngoài việc đưa UAV đến địa điểm tấn công, nó còn tiến hành trinh sát trực quan và hoạt động như một bộ tiếp âm cho các tín hiệu điều khiển và liên lạc video. Điều này cho phép những người vận hành ở xa khu vực tấn công vẫn có thể kiểm soát được. UAV mẹ bay gần chiến trường hơn, có thể tự định vị để duy trì kết nối ổn định với các FPV, đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả kể cả trong những tình huống phức tạp. Điều này cho phép các FPV tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương, khắc phục những hạn chế về tầm hoạt động ngắn và đường liên lạc không đáng tin cậy trong các đợt tấn công ở độ cao thấp. UAV mẹ cũng có thể cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của các FPV bằng cách đóng vai trò như một hệ thống phân phối và nút liên kết dữ liệu. Nhà phân tích quốc phòng Vijender Thakur cho biết, khái niệm phương tiện chuyên trở UAV đại diện cho sự phát triển đáng kể trong công nghệ tác chiến UAV. Bằng cách hoạt động như một phương tiện chuyên trở và chạm chuyển tiếp, UAV mẹ có thể tăng đáng kể phạm vi hiệu quả của các FPV. Nga đã thúc đẩy phát triển công nghệ UAV mẹ nhưng mẫu cụ thể được sử dụng trong cuộc tấn công gần đây vẫn chưa được tiết lộ. Hồi tháng 10 năm 2023, đã có các bài báo về việc Svias Spetsachita của Nga quảng bá phương tiện chuyên chở UAV, Admiral VTOL, cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, có thể vận chuyển HFPV trên quãng đường lên tới 400 km. Máy bay không người lái Admiral được thiết kế để có thể bay liên tục trong 4 tiếng và tốc độ hành trình đạt 120 km một giờ. Tải trọng của nó là 10 kg và có thể mang theo hai UAV Fighter 7 với mỗi chiếc có thể mang tải trọng 2kg và hoạt động trong phạm vi 6,5km. Các phiên bản tương lai của Admiral dự kiến sẽ mang theo tối đa 4 FPV, mở rộng khả năng tấn công của nó. Gần đây, công ty LLC SPC Burkert của Nga thông báo phát triển UAV mẹ Buria 20 được thiết kế để phóng các FPV và được cho là đã bắt đầu sản xuất mẫu mới này ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, bước nhảy vọt trong công nghệ tác chiến UAV đi cùng với chi phí cao. Chẳng hạn, UAV Sparrow có chi phí lên tới 7,2 triệu rúp, tức khoảng 74.000 đô la Mỹ, biến nó trở thành một công cụ đắt đỏ hơn nhiều so với các UAV truyền thống. Chi phí này có thể hạn chế việc triển khai những hệ thống như vậy trên quy mô lớn. Mặc dù khái niệm UAV mẹ mang đến những lợi ích chiến thuật đáng kể, nhưng việc triển khai nó có thể gặp phải những trở ngại về tài chính. Điều đó có thể ảnh hưởng đến tính ứng dụng rộng rãi của nền tảng tiên tiến này. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp về vấn đề sản xuất UAV của Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng, khoảng 140.000 máy bay không người lái UAV các loại đã được bàn giao cho lực lượng vũ trang trong năm 2023. Năm nay, sản lượng UAV dự kiến tăng đáng kể, chính xác hơn là gần 10 lần. Mục đích của việc này là để đảm bảo nguồn lực giúp Nga giành chiến thắng tại Ukraine kể từ khi Nga gửi hàng chục nghìn binh sĩ đến Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cuộc chiến phần lớn là câu chuyện về các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái trên một mặt trận được củng cố vững chắc dài 1.000 km với sự tham gia của hàng trăm nghìn binh sĩ. Tổng thống Putin tuyên bố Nga đang đạt được tiến bộ gần như hàng tuần về công nghệ UAV và cần phát triển cả hệ thống phòng thủ gồm công nghệ cảm biến gây nhiễu và khí tài chuyên bắn hạ uav ông nhấn mạnh nhiệm vụ chính là chế tạo nhiều loại uav để đưa vào sản xuất hàng loạt càng nhanh càng tốt ai phản ứng nhanh hơn trước những yêu cầu trên chiến trường sẽ giành chiến thắng cả nga và ukraine đều đã mua máy bay không người lái ở nước ngoài và đẩy mạnh sản xuất loại vũ khí này trong đó máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất fpv giá rẻ ban đầu được phát triển cho những tay đua dân sự được điều khiển bởi các phi công trên mặt đất và thường đâm vào các mục tiêu chất đầy thuốc nổ xung đột nga ukraine là bước ngoặt cho ngành sản xuất uav đồng thời là bằng chứng cho tầm quan trọng của thiết bị này trong tác chiến hiện đại cả nga và ukraine đều tham gia cuộc chạy đua phát triển uav điều chỉnh hệ thống để vô hiệu hóa phương án chống đỡ của đối phương thậm chí sao chép của nhau để giành lợi thế hoặc duy trì thế cân bằng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất drone fpv là một trong các vũ khí chủ đạo tại chiến trường Ukraine nhờ giá thành rẻ, dễ sản xuất, có thể gây sát thương lớn đối với cả phương tiện hạng nặng nếu đánh trúng vị trí hiểm yếu. Loại khí tài này đã nhiều lần được nâng cấp, mới nhất là bổ sung khả năng giải chất nhiệt nhôm để đốt cháy các dạng cây, chiến hào mà đối phương ẩn nấp. Nga cũng triển khai nhiều loại UAV cảm tử cho chiến dịch tại Ukraine, nổi bật là Geran 2 với tầm bay ước tính 2.500 km và Lancet chuyên tập kích mục tiêu ở khu vực tiền tuyến và hậu phương cùng nhiều loại UAV trinh sát chuyên theo dõi và chỉ điểm mục tiêu cho đòn tập kích bằng bom lượn và tên lửa dẫn đường. Trong một video phát biểu được đăng tải vừa qua, ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã có thể làm giảm khả năng tấn công của quân đội Nga vào khu vực Donetsk trên mặt trận phía đông và đang nỗ lực hết sức để tăng cường khả năng phục hồi của các lữ đoàn chiến đấu. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho biết tình hình vẫn cực kỳ khó khăn với những trận chiến ác liệt diễn ra hàng ngày tại hai khu vực ở mặt trận phía đông vốn hứng chịu nhiều cuộc tấn công nhất của Nga, cụ thể là ở các vị trí gần hai thành phố Pokrovsk và Kurakhov. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố trong 24 giờ qua, Ukraine đã thiệt hại lớn về nhân lực và xe chiến đấu. Không quân chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga cũng đã tấn công vào trung tâm liên lạc vô tuyến đặc biệt của Cục Tình báo Quân đội Ukraine và cơ sở hạ tầng sân bay quan trọng. Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 41 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine. Tại Kursk, Nga đã tiến hành cuộc phản công lớn, giành quyền kiểm soát một số ngôi làng đe dọa khả năng của Ukraine nhằm giữ vững những vùng lãnh thổ mà nước này chiếm được. Cùng với việc kiểm soát thị trấn Ukraine, quân đội Nga ngày càng tiến gần hơn đến cứ điểm hậu cần chiến lược của Ukraine ở thành phố Pokrovsk. Ở diễn biến đáng chú ý, một vị tướng hàng đầu của không quân Mỹ cho biết, Kiev chưa để tiêm kích F-16 thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm nhất do phi công còn bỡ ngỡ với loại máy bay này. Ukraine lần đầu tiên điều động tiêm kích F-16 tham chiến vào cuối tháng 8 nhằm đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV quy mô lớn của Nga. Do dễ bị hư tổn trong quá trình làm nhiệm vụ tấn công, nhiều người cho rằng Kiev sẽ chỉ sử dụng F-16 cho vai trò phòng không. Tướng James Hecker, chỉ huy không quân Mỹ tại châu Âu, và Bộ Tư lệnh Không quân Đồng minh NATO nhận định các phi công Ukraine lái F-16 chưa có nhiều thời gian ngồi trên tiêm kích và bị hạn chế số nhiệm vụ có thể thực hiện. Trước khi Ukraine nhận được các chiến đấu cơ F-16, một trong những câu hỏi lớn xung quanh việc chuyển giao tiêm kích do Mỹ sản xuất là Kiev sẽ thực sự sử dụng chính trong chiến đấu như thế nào. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sisky từng nói rằng ông không muốn những chiếc F-16 mới bay quá gần tiền tuyến nơi chúng có thể bị các hệ thống đất đối không đáng gờm của Nga đe dọa. Ông khẳng định thay vào đó, chúng có thể tăng cường phòng không của Kiev. Ở lần xung trận đầu tiên, một trong những chiến đấu cơ F-16 của Ukraine đã bị rơi, khiến một phi công hàng đầu thiệt mạng. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ rơi F-16. Ukraine đã sa thải chỉ huy lực lượng không quân của mình, đồng thời cho biết sẽ điều tra vụ việc. Sau vụ việc trên, các cựu phi công quân sự Mỹ có kinh nghiệm lái F-16 từng chia sẻ với Business Insider rằng mặc dù nhiệm vụ phòng không có thể an toàn hơn so với nhiệm vụ tấn công, nhưng các tiêm kích F-16 mà Ukraine sử dụng vẫn đối mặt với nguy hiểm và rủi ro cao. Bởi ngoài môi trường hoạt động đầy thách thức khi làm nhiệm vụ phòng không, nơi có nhiều tên lửa và UAV bay xung quanh, các phi công Ukraine lái F-16 còn phải điều khiển chiếc máy bay rất khác so với những chiến đấu cơ có từ thời Liên Xô mà họ thường lái. Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8, theo truyền thông, cho đến nay chỉ có 10 chiếc F-16 đã bàn giao cho Kiev. Trước đó, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ đã hứa gửi ít nhất 79 chiếc F-16 cho Ukraine. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.